đang đứng ở cánh cổng phía bên ngoài, chúng ta hãy cùng nhanh chân dạo bước vào trong cánh cổng tìm kiếm tình yêu, và chúng ta hãy cùng nhanh chân hoàn thành xong thủ tục và coi như là để vào trong khán phòng tìm kiếm tình yêu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đằng sau thì vẫn còn có rất là nhiều những hàng bàn hàng ghế để tiếp đón tập thể quý vị. Dạ vâng, một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời và kính mời đến tập thể quý vị. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả các cụ ông cụ bà, các bạn bè đồng thành như tú, chúng ta cùng tụ họp về đây để chúc vui niềm hạnh phúc cùng với chú rể Quốc Tuyến, sánh xuyên cùng với cô dâu Yên Thương. Lời nói đầu tiên cho phép những người làm chương trình, cho phép Thùy Chi và quý nhân Đức Trịnh xin được gửi lời cảm ơn chân thành và một lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là mùa hạ đi qua thì mùa thu lại tới, gió heo mây về vời gọi đông về, đông về mang theo bao kỷ niệm, đông về mang theo ngày cưới của đôi ta. Vâng, thưa quý vị thân mến, và mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này và đều đã được thượng đế định đoạt cho cuộc đời này, và ở đâu đó trên trái đất, và chỉ cần hai hình họ gặp nhau, họ đi ngang qua nhau và thấy câu chuyện tình yêu được bắt đầu. Và sau bao nhiêu năm trải qua khó khăn và đầy thử thách thì ngày hôm nay chú rể Quốc Tuyến đã cùng tay nắm chặt tay cô dâu Yên Thương dựng ở một nơi gọi là mái ấm gia đình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút thì đây, hôm nay toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta phải đưa chân lao hơn nữa. Và ngay giây phút thì đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng tạm ngưng trong giây lát và cùng anh em của mình về cánh cổng hoa, và cùng đổ ra một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng đón chào đôi tân lang tân nương đẹp nhất sáng ngày nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Quốc Tuyến, sánh xuyên cùng cô dâu Yên Thương. Vâng, xin mời. Và cũng như yêu và tình yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta hôm nay đây ngày thật đẹp tháng thật lành để tổ chức lễ thành hôn, chăm lo hạnh phúc cho chú rể Quốc Tuyến, sánh xuyên cùng với cô dâu Yên Thương. Như vậy là cô dâu chú rể, nhân vật hay nhân vật quan trọng nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh vì thân mến, chúng ta có thể tạm nổ một tràng pháo tay thật lớn để một ngày phúc chúc tương lai cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Thì lúc này đây đang là sự hiện diện của hai nhân vật chính, và họ cũng chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng tin chắc chắn rằng hạnh phúc của họ sẽ càng trở nên đong đầy và ý nghĩa hơn rất nhiều khi mà các sự có mặt của hai bên gia đình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và bên hội đoàn của nhà trai cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu có ông bà Bắc Khoan là đại diện bên nhà trai của chúng ta, sẽ cùng mạnh dạn nhanh chân xẻo bước di chuyển về sân khấu để cùng giúp bác thầy quý vị. Vâng, xin mời. Sự vâng, kính thưa quý vị, quản thanh vị thiện bế nơi, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha, tân tạo sớm hôm mẹ người con khôn lớn, mai trời lừng lộng công phu kín công cha để bước lên đỉnh vinh quang hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đấy cũng chính là lý do để cô dâu chú rể được đứng trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây. Dạ vâng, về phía gia đình nhà gái của cô dâu Yên Thương thì chị xin được long trọng kính mời lên trên sân khấu tình yêu có bố là Điêu Chiến Viết và mẹ là Điêu Thị Vinh. Điêu Thị Vinh sẽ cùng nhanh chân dạo bước lên trên sân khấu tình yêu để ra mắt cùng với hai con mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời đại diện hai bên gia đình ạ. Tình yêu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, thì chị xin được long trọng kính mời quý vị và khách quý thân mến, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên trên sân khấu tình yêu, và xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể và quý nhân hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng gửi một lời chào, một lời cảm ơn chân thành đến quý vị khách xa và quý vị khách gần đã đến chung vui hạnh phúc của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo thì anh cũng qua, mà yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, mà phong ba thì anh cũng liều. Vâng, thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chú rể Quốc Tuyến, sánh xuyên cùng cô dâu Yên Thương, được ví như là ánh trăng tròn đẹp và rộng hơn dòng sông Bến Hải, thắm đượm và dài hơn dãy dài Trường Sơn. Vâng, thưa quý vị, và từ ngày xưa cho đến tận bây giờ và mãi tận ngày sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và có nhiều muôn vàn nhiều màu sắc khác nhau. Song đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn muốn về chung một mái ấm gia đình, chung anh, chung chị, chung bà, chung ông, ban ngày thì chung việc ngoài đồng, tối về thì chung chăn, chung gối, chung phòng. Và một khi đôi con tim đã cùng hòa chung cùng một đập, có thể được viên mãi như chim để cánh, như cây để cành. Và giờ đây chú rể Quốc Tuyến sánh xuyên cùng cô dâu Yên Thương cũng không nằm ngoài quy luật ấy, và đến giây phút ngày đây họ đã vượt qua từ một tình bạn trong sáng để đến với một tình yêu thật là tuyệt vời như ngày hôm nay. Sau ngày kính thưa quý vị, quan khách quý thân mến ơi, đối với các cô dâu các bà của chúng ta có nói một câu rằng là chiếc quan thì đậu nước nhà quan,
cho con thì dựng vợ, còn cái bến thì cả chồng. Hôm nay thì thiếp đã có chàng, có anh, có chị, có cả họ hàng từ bên. Đầu tiên thì hai tay bưng lấy câu trầu, sau là mời bố mẹ, sau là mời họ hàng cô bác gần xa. Được lòng nàng, thỏa ý ta về xây đắp vào cầu thắm hoa chờ người. Ngàn năm dẫu có xa vời, chúc cho đời bạn trọn đời ái ân. Cho dù có sóng gió ngàn lần, thì đời ta vẫn khăng khít trong phần đẹp hơn. Kính thưa quý vị, quản thanh quý thân bến nơi, hôm nay đây ngày thật đẹp, tháng thật lành, tức ngày 17 tháng 3 năm 2024. Và đấy cũng là giờ đẹp để tổ những ngày đẹp để tổ chức lễ thành hôn, cho nó hạnh phúc cho hai bạn Quốc Tiến và Uyên Thương. Kính thưa quý vị, quản thanh quý thân bến nơi, hôm nay đây ngày thật đẹp, tháng thật lành để tổ chức lễ thành hôn, cho nó hạnh phúc cho hai bạn Thùy Chi và quý nhân Đức Trịnh. Sẽ có để quản quý khách của chúng ta hiện diện tại đây sẽ đợi chờ thêm một phút giây nào nữa. Cho phép Thùy Chi và các nhân đức trình xin được trân trọng tuyên bố lễ trao duyên mới cho cặp đôi yên đương hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Quốc Tiến sánh duyên cùng với cô dâu Uyên Thương. Cô dâu Uyên Thương sánh duyên cùng với chú rể Quốc Tiến sẽ chính thức được bắt đầu. Xin được lại chào kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cùng nở những nụ cười thật tươi lên đi nào. Pháo đã nổ, xin được kính chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị, quản khách quý thân mến ơi, hôm nay đây ngày thật đẹp, tháng thật lành để tổ chức lễ thành hôn, cho nó hạnh phúc cho hai bạn Quốc Tiến và Uyên Thương. Thủy Chi và ban tổ chức chương trình xin được thay mặt đất lời chúc mừng dâu chú rể, xin được lắp trọng cảm ơn tình cảm quý báu của tất cả quản quý khách đã đến chung vui cùng với hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng bất chấp thời gian vàng ngọc, bất chấp thời gian của mình đến chung vui cùng với quý thân đến được chồng liền tháng sau, còn các cháu nhỏ lao tàu, chúc cho các cháu ngày sau nên người, cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng thương, nhau hồng vàng bất lừa, nhưng cả trắng rực phền xào, trái cả trắng sao phền báo. Sao phong tàu tè cả ế bằng sai lê, chắc là lửa tè cả ế bằng đầm đê. Khắp ba, võ trường ngập lúc trầu, võ trường hỏng phở luôn phanh. Võ trường trường mắt lê, võ trường xài mắt kiểu. Mùa đi cơ mùa đi bếp chăn, mùa sẵn bếp chép, mùa đẹp chết ngáp vì chết mượn mà. Phào cằn, quất bìa bác cằn, bác sĩ bề bản bốc trà. Bác sĩ bề đá bốc ổ, bốc mà bác chắc tỏm đằng sống nòng. Quốc Tiến cả bạo yên thương mùa đi mớ, khỏi của bác đi sẵn ơn xưa. Hỏi sao phép ó nả tàng tà hở vũ ra tả nơi các bạn được vừa đổi miên nóng cảm ơn ý. Hỏi sao chất lại nóng qua mê bàn tờ nước nửa và cả diệt sang lầy cây sang quỳnh diệt kinh phát tay mưa nả mà mưa nửa lâm cho một cả diện sang bờ sở sang ngọt ó một bình sóng khăn xa xí xích phí những bình lừa dày xa phí những bình lừa nào và cả khăn diện sở mới đất nóng qua mê đó diện sang bờ sở sang ngọt nó sẽ mãi giúp em đó. Vẫn thích công viên tâm bền và một lần nữa để rót ra những chiếc ly hạnh phúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho hai bạn trong buổi chiều ngày hôm nay xin được long trọng kính mời. Chai rượu champagne đầu tiên để minh chứng cho tình yêu sau này. Sau hàng kính thưa quý vị, quan khách khách quý trần mến nơi, lúc ấy có ngang qua cánh cổng hôn trường cưới, thì Chi có nghe thấy chú rể nói nhỏ với tai cô dâu Uyên Thương rằng, ước gì anh lấy được nàng để anh nhập gạch bắt chàng về xây, anh xây dọc rồi anh lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút đến đây thì chú rể Quốc Tiến cũng đã thì thầm với cô dâu Uyên Thương rằng diều đây em rót đi nào, còn 5 phút nữa lửa xào sang sông, rót đi cho má em hồng, cho môi em đỏ, cho lòng anh say. Vâng một chàng có thân ấn để cùng chúc mừng đi quý vị. Dạ vâng ạ, sau khi rót chai rượu champagne đầu tiên, xin được long trọng kính mời chú rể phong độ đẹp trai Quốc Tiến của chúng ta khách cùng khui chai rượu champagne thứ hai để minh chứng cho tình yêu sau này. Chén bò mè, chén thịt nằm hoa sườn, há và kim khẩu nha lưng na, kim pa nha lưng nằm, tiếp phát nha lưng xìa hầy, tiếp cây nha lưng xìa hồi, công ai cùng em liên sừng chung nhớ, bấu đẩy lưng tè na nông là nông sài sườn, ai ơi. Với thân vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là không cha thì như núi nghĩa trời, nghĩa mẹ thì như đất trong vườn chảy ra, một lòng thì thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đà con. Vâng thưa quý vị, và để không quên cô hiên sinh thành vô bờ bến mà các đấng sinh thành đã dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày nay, và ngay giây phút này đây xin mời em cùng cầm lấy hai ly để mời bên bố mẹ vợ, và xin được long trọng kính mời cô dâu Uyên Thương sẽ cùng cầm lấy hai ly để mời ông bà bác quan trong buổi trưa ngày nay, và hai ly cuối cùng là hai ly hạnh phúc, là hai ly của hai bạn. Xin được long trọng kính mời hai bạn chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ban đầu ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ly để minh chứng cho tình yêu sau này.
xin được lan trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta cũng như hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng đi ạ, chúng ta sẽ cùng đứng thành hình vòng cung ạ. Dạ vâng ạ, kể từ ngày hôm nay đây, hai bạn đã chính thức nên vợ thành chồng. Xin được kính chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạn đầu nhớ phu thê. Xin được kính chúc cho chú rể của chúng ta sẽ được gặp thuyền tình yêu về đến bến bờ hạnh phúc. Xin được kính chúc cho cô dâu Viên Thương sẽ giữ được ngọt lửa ấm của gia đình. Xin được kính chúc cho tình nghĩa thông gia của chúng ta đời đời bền chặt gắn bó keo sơn. Xin được long trọng cảm ơn. Xin mời thưa chị và ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời quý vị quan khách quý nhân mến, chúng ta sẽ cùng rót những chiếc ly phía dưới để mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa hôm nay, chúng ta đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình về chung vui với gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy rót vào ly rượu của mình đến đây để cùng chung với đại diện hai bên gia đình, và đặc biệt để cùng chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được long trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta và cũng như cô dâu chú rể. Chúng ta sẽ cùng trở về những hàng bàn hàng tiệc để cảm ơn những vị khách xa và quý vị khách gần và cũng như bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể đã đến chung vui cùng với hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời.